Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ trọng án một cô gái trẻ được phát hiện đã tử vong trong phòng trọ, bước đầu xác định nạn nhân đã bị sát hại. Ngay sau khi nhận tin giữ, bạn bè và gia đình của cô gái đã có mặt tại hiện trường. Có người khóc nức trong tuyệt vọng, có người đau đớn đến mức chỉ có thể lặng nhìn cô gái được pháp y đưa ra. Người bạn thân của nạn nhân cho biết, ước mong lớn nhất của cô gái trẻ trong năm nay cho đến 1-2 năm tới có thể xây được căn nhà mới, mua được chiếc ô tô cho gia đình có thật nhiều tiền để nuôi hai em ăn học. Tối ngày 19 tháng 2, tại con ngõ 79 trên 40 trên 14 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, từng tiếng khóc nghẹn vang vọng cả con phố, tiếng người đi lại, nói chuyện ồn ào. Thế nhưng chẳng có người dân nào tỏ ra bực tức hay lên tiếng nhắc nhở vì họ biết những giọt nước mắt kia chứa đựng đau đớn đến nhường nào. Đây chính là hiện trường của vụ cô gái trẻ LTTL 21 tuổi tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị sát hại dã man. Tại hiện trường, người thân bạn bè của Lờ khóc ngất khi nhận được tin cô gái trẻ đã mất. Lan Anh, 22 tuổi, bạn cùng phòng của nạn nhân, đứng không vững, gào khóc gọi tên bạn. Cô khóc nức nói "Ngày mùng 6 âm lịch mình cùng Lờ bắt xe lên Hà Nội. Lờ còn chuyển khoản cho mình để trả tiền xe. Đến ngày mùng 7 âm lịch cả đêm không thấy Lờ về, vì tính chất công việc của bạn nên mình cũng không nghĩ ngợi gì. Đến ngày hôm sau Lan Anh vẫn chưa thấy bạn cùng phòng về, cô gọi hàng chục cuộc nhưng không thấy hồi âm." Nhiều ngày sau không thấy bạn đâu, Lan Anh hốt hoảng lên cơ quan công an trình báo. Khoảng 15 giờ chiều hôm nay ngày 19 tháng 2, trong lúc làm việc, Lan Anh nhận được một cuộc gọi điện thoại với nội dung bạn em có phải người quản lý của khu trung cư tại quận Cầu Giấy không? Vừa phát hiện một nạn nhân giới tính nữ nghi là L, người mất tích trong ngày mùng 7 Tết. Khi nghe thông tin cô gái trẻ cả người run lên, không dám cầm máy nghe nữa, phải nhờ đồng nghiệp nghe giúp và xác nhận. Lan Anh tức tốc chạy đến hiện trường. Trên đường đi cô vẫn hy vọng một phép màu xảy ra đó không phải là người bạn của mình nhưng khi đến hiện trường cô ngất đi khi nhận tin giữ bố của l đã vào xác nhận cô gái bị sát hại chính là l cô bạn cứ tỉnh giấc lại khóc ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh miệng vô thức gọi tên cô bạn xấu xố trong vô thức nhưng sau đó lại khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc l mất thật rồi cô run rẩy cầm điện thoại gọi liên tục vào số của l chỉ mong đầu dây bên kia nhắc máy nhưng đáp lại là tiếng tổng đài khô khốc theo lời những người bạn của nạn nhân L, L sinh năm 2003, quê quán Thanh Hóa, nhà L có hoàn cảnh khó khăn, mẹ nạn nhân mất cách đây 4 năm, cô cùng bố gồng gánh kinh tế để nuôi hai em, một người em học cấp 1 và một người mới lên lớp 11. Hoàn cảnh khó khăn nên L chỉ tập trung vào công việc, vì vậy cô vẫn chưa có ý định yêu đương, L luôn tâm sự với mình, ước mong lớn nhất của bạn trong năm nay cho đến 1-2 năm tới có thể là xây được căn nhà mới, mua được chiếc ô tô đầu tiên cho gia đình, có thật nhiều tiền để nuôi em ăn học. Vậy mà ước mơ chưa kịp thực hiện, lờ đã. Được biết lờ kiếm thêm thu nhập bằng việc đứng ra thuê các dãy trọ, chung cư rồi cho người khác thuê lại. Theo những người hàng xóm tại đây, chiều ngày 18 tháng 2, công an khu vực đã hỏi người dân sinh sống về ngôi nhà xảy ra vụ án. Khi công an hỏi, mọi người nghĩ rằng xảy ra vụ trộm cắp bình thường, không ai nghĩ có một vụ án mạng nghiêm trọng đến như vậy. Xót xa quá khi cô gái còn quá trẻ. Sau đó cô gái 21 tuổi đã được đưa về bệnh viện 198 Bộ Công an. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, phòng cảnh sát hình sự đã bắt nghi phạm của vụ án. Danh tính và lời khai của đối tượng chưa được công bố. Tối cùng ngày các lực lượng chức năng đang tiến hành biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình lờ về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Lờ rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2, khi đi cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe Vision màu đỏ. Trước đó do không liên lạc được với con, bố nạn nhân và người nhà đã vượt 200 km từ quê nhà Thanh Hóa ra Hà Nội, ngóng tin con. Thế nhưng thứ họ nhận lại lại quá nghiệt ngã. Vẫn là cô gái trẻ với biết bao hoài bão và hy vọng nhưng đã không còn độ ấm. Nhận tin con gái bị sát hại, bố của L đứng không vững, người đàn ông lớn tuổi không thể tin vào tai mình. Cú sốc lớn khiến ông như già đi cả chục tuổi. Theo người nhà của nạn nhân chia sẻ, từ trước đến nay cháu L là người ngoan hiền, chăm chỉ, không ăn chơi đua đòi, do đó việc L mất tích khiến gia đình rất lo lắng. Gia đình cho biết thêm, L làm quản lý chung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3-4 năm nay. Gia đình cháu L làm nông nghiệp, mẹ mất sớm, nên đến năm lớp 11, cháu cũng xin nghỉ học ra Hà Nội làm công việc này từ đó đến nay. Đến ngày 28 Tết, chị L về quê ăn Tết với gia đình. Những ngày ở quê, người thân trong gia đình vẫn vui vẻ, không cãi nhau và chị L cũng không có biểu hiện gì bất thường. Sau kỳ nghỉ ngày 15 tháng 2, mùng 6 Tết, cô gái 21 tuổi từ quê trở lại Hà Nội làm việc. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 2, gia đình vẫn gọi cho L, song L không bắt máy. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ là cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mãi đến 23 giờ ngày 17 tháng 2, bạn cùng phòng của Lờ báo tin hơn một ngày nay không liên lạc được với cô gái. Thời điểm này gia đình cũng cố gắng liên lạc với chị Lờ nhưng không được. Lo có chuyện chẳng lành, một giờ sáng ngày 18 tháng 2, gia đình gồm có bố, cậu, mợ và một số người thân của chị L vượt 200 km từ Thường Xuân Thanh Hóa ra Hà Nội tìm kiếm cô gái. Sau hơn 3 tiếng trên xe, gia đình đến công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc. Cùng ngày, người thân đến các nhà trọ, chung cư do chị L quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2, chị L vẫn ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc. Gần hai ngày ở Hà Nội là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với chị Hương và gia đình. Cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết chị L đang ở đâu. Đến chiều muộn ngày 19 tháng 2, gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị L ở một khu nhà trọ của phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình, người thân, bạn bè khi cô gái 21 tuổi được xác định đã tử vong. Ngay trong tối ngày 19 tháng 2, sau khi phát hiện nạn nhân lở thì nghi phạm của vụ án cũng đã xa lưới. Tuy nhiên danh tính của đối tượng vẫn là một ẩn số. Điều này đã khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc. Trả lời vấn đề trên, Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp nêu quan điểm có thể vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính chi tiết của nghi phạm này là hợp lý và cần thiết các thông tin liên quan đến vụ việc vụ án trong giai đoạn xác minh tin báo và trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự là những thông tin mật tùy vào tính chất của sự việc mà cơ quan điều tra có thể thông báo công khai đến báo chí dư luận với những mức độ thông tin cần thiết ở những thời điểm cần thiết trong đó về nguyên tắc phải đảm bảo bí mật điều tra việc cung cấp công khai thông tin trong quá trình xác minh điều tra phải không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án cơ quan điều tra sẽ cân nhắc thông tin công khai về danh tính của hung thủ ở thời điểm cần thiết khi đã xác định rõ hành vi động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội của hung thủ về cơ bản là làm rõ danh tính của các đồng phạm khác nếu có khi có bản cáo trạng để truy tố đối với các bị can sẽ công khai quan điểm của viện kiểm sát và công khai các tình tiết quan trọng về vụ án khi xét xử công khai tất cả các tình tiết trong vụ án sẽ được công khai tại phiên tòa để thực hiện hoạt động tranh tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự không loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi bị mang dấu đi ở một nơi khác bởi vậy việc xác định hiện trường chính của vụ án nơi nạn nhân tử vong là rất quan trọng để xác định được nguyên nhân tử vong và dựng chân dung hung thủ một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân ở phòng trọ của một người khác nên sẽ phải làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai có điện thoại tin nhắn và qua các nền tảng mạng xã hội cơ quan công an sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân ra soát danh sách điện thoại để xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại việc xác định hiện trường chính của vụ án ở và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ hung thủ gây án sẽ phải có động cơ có thể do mâu thuẫn thủ án có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân cũng có thể hung thủ gây án là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ở thời điểm Tết âm lịch là hành vi rất tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy đối tượng gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Quốc tế trên kênh YouTube báo Lao động của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.